xin chào khán giả thân yêu của Pintalk. Thế giới tự nhiên đôi khi thật là lạ lùng khi tạo ra những con vật có ngoại hình chẳng giống ai cả. Bạn nghĩ sao về một con gà cụt đầu nhưng mà vẫn có thể sống khỏe mạnh một cách thần kỳ? Ngược lại thì chúng ếch có tới 3 cái đầu. Và những sinh vật bí ẩn có cái mũi to ơi là to, giống như kiểu là đội một tổ ong vò vẽ lên đầu vậy. Vậy tạo hóa đã ban tặng những loài sinh vật độc lạ nào cho thế giới thiên nhiên? Thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu và chiêm ngưỡng nhé! Top 10 con vật kỳ lạ nhất thế giới. Ếch ba đầu. Đây là con vật kỳ quái nhất mà bạn thấy đúng không nào? Một con ếch ba đầu và sáu chân, tưởng đâu bay ra từ trong phim các bạn ạ. Việc có thêm chân khá là phổ biến ở loài ếch, nhưng mà loại đột biến này chưa nhìn thấy bao giờ và cũng không một ai trông thấy nó kể từ đó đến nay. Chú ếch này được phát hiện khi mà bọn trẻ của trường mẫu giáo ở Anh tình cờ thấy chúng nhảy loi cho trong vườn. Bắt rồi nộp cho cô giáo, vừa thế là chú ếch trở nên nổi tiếng. Thoạt nhìn cứ tưởng là ba chú ếch đang ngồi cạnh nhau, ai dè, đúng là sự thật là ánh trăng lừa dối mà. Chú mèo Cyclops. Còn đây là chú mèo Cyclops, một thần thoại Hy Lạp. Trong thần thoại Hy Lạp và thần thoại La Mã, Cyclops là một chủng tộc người khổng lồ nguyên thủy với đặc điểm chỉ có một con mắt ở giữa trán. Vì vậy, Cyclops theo nghĩa đen có nghĩa là mắt tròn hay mắt vòng tròn. Trong văn hóa cổ xưa, những loài vật sinh ra có một mắt được xem là linh thiêng. Và vào năm 2006, một chú mèo con đáng yêu được đặt tên là Size được sinh ra ở Mỹ chỉ có một mắt mà thôi. Đầu tiên thì người ta cứ tưởng một tay blogger nào đó đưa lên mạng làm trò đùa, cầu view. Nhưng mà mãi sau này mới biết đây là chuyện thật. Size mắc một chứng bệnh, thuật ngữ lâm sàng nói là tình trạng bẩm sinh hiếm gặp có thể gây bệnh viễn thị. Size có một mắt và không có mũi, chỉ sống sót được một ngày sau khi chào đời do bị nhiễm virus vàng. Chú mèo này có một cuộc sống thứ hai sau cái chết, đó là được trưng bày tại Bảo tàng Sáng tạo ở New York. Theo chủ sở hữu của bảo tàng, mục đích trưng bày này là thúc đẩy cuộc tranh luận về tôn giáo và khoa học. Đặc biệt là nhắc nhở loài người về mối nguy cơ từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới cuộc sống của con người và muôn loài. Chàng vẹt đuôi dài. Con gì đây? Đố các bạn biết đấy, chẳng ai đoán nổi đâu. Bộ lông dày bện vào nhau màu rêu thuộc sở hữu của một chàng vẹt đuôi dài sau khi gây đột biến gen. Ngoài ra, những thứ tạo nên sự độc đáo của vẹt này cũng khiến chúng bị đe dọa đấy. Chúng là loài sinh vật chậm chạp, làm tổ trên mặt đất và cách phòng thủ chính của chúng là bắt chước một cây bụi. Thói quen này chỉ có tác dụng ở những đảo không có động vật ăn thịt, nhưng mà chúng không đánh lừa được những kẻ săn mồi du nhập như là chồn, chuột và mèo. Thường thì những chú chim và vẹt bị đột biến sẽ có giá trị rất là lớn đấy. Khó ai mà có thể sở hữu được chúng, trừ khi bạn là người chẳng có gì ngoài tiền. Cá heo hồng. Những con cá heo hồng vô cùng quý hiếm được thấy đang bơi lội ở vùng biển giữa Hồng Kông và Macau sau đại dịch Covid-19 đã khiến khu hàng hải đông đúc bậc nhất thế giới này phải ngưng lại. Nhiều chuyến phà đã phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nói sơ qua về tiểu sử của cá heo hồng nhé. Cá heo sẽ có màu xám khi mà chúng còn nhỏ và từ từ chuyển sang màu hồng khi chúng lớn lên. Màu sắc cuối cùng của cá heo có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi của chúng. Sự bố trí của các mao mạch, chế độ ăn uống và việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cá heo có thể sống ở bất cứ đâu và hầu hết chúng có màu xám với những đốm nhỏ màu hồng, gần giống như là sắc hồng của chim hồng hạc vậy đấy. Và khi cá heo bắt đầu hưng phấn, cơ thể của chúng dần chuyển sang màu hồng sáng giống như là con người sống hổ vậy. Có nhiều ý kiến cho rằng bộ cánh màu hồng là vì chúng không phải ngụy trang để chống bọn cá mập nữa, mà màu hồng là màu phụ của màu xanh để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mà thôi. Chúng có đốt sống rất là dẻo dai trên cổ nên không giống với những loài cá heo khác. Điều này có nghĩa là chúng có thể xoay đầu 180 độ và có thể dễ dàng phát hiện những trở ngại ngay cả trong những môi trường tối tăm nhất. Thỉnh thoảng thì chúng lại nhào lộn trên mặt nước rồi rơi xuống để quan sát phần đáy sông kỹ hơn. Cá mặt trời. Cá mặt trời là loài cá biển đang tranh chấp danh hiệu kỳ lạ nhất đại dương. Thân của nó như một hình tròn và dẹt, nó nặng đến 2 tấn và dài 3 mét. Riêng cái đầu to tướng đã chiếm 1/3 thân rồi. Chúng được đặt tên là cá mặt trời bởi người ta tin rằng chúng tắm nắng trên mặt biển vì thường thấy chúng bơi ì ạch sát mặt nước. Miệng cá mặt trời rất là nhỏ, mỗi hàm răng có 2 răng dính vào nhau làm thành một cái mỏ nên chúng không thể nuốt mồi to mà chỉ chuyên ăn giáp xác nhỏ và các phiêu sinh vật khác. Vây lưng và vây hậu môn đều dài, cao và nằm gần cuối thân mình.
Da của chúng dày, nhám và dai. Bên trên thân mình có màu xám hay nâu, bên dưới có màu nhạt hơn. Các bạn có biết không, cá mặt trời được coi là nhà vô địch trong thế giới đại dương về thành tích đẻ trứng đấy. Một con mái có thể đẻ được mỗi lần khoảng 300 triệu trứng. Trứng của loài cá này trôi lơ lửng theo các dòng hải lưu. Và từ đó, chúng cũng sinh sôi ra rất rất nhiều cá mặt trời. Chó gấu trúc. Loài vật này được phát minh bởi một ông bác sĩ thẩm mỹ. Sau khi ông nhận nuôi một chú chó sù lai giống Manta với tên gọi là Colombo, chú chó này đã bị cấm ngay khi xuất hiện do đôi mắt của nó rất là to. Tất cả răng nanh của nó đều bị nhổ, chân sau không cử động được và nước mắt làm thay đổi màu mắt. Ông là một bác sĩ thẩm mỹ nên là ông quyết định làm mới người bạn của ông. Ông đã nhuộm lại lông để khiến Colombo trông giống như một chú gấu trúc. Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng do nhiều phản hồi từ phía mọi người. Do lông của Colombo vốn có màu trắng nên người ta chỉ đơn giản nhuộm màu đen ở chỗ lông quanh mắt, quanh tai, chân, chân sau, chân trước, lưng của chú chó. Nhiều lời phản bác từ dư luận về việc sử dụng chất hóa học đối với động vật và về việc biến đổi hình dạng của chú chó. Một số khác lại cho rằng những lời công kích đó là quá đáng. Thực ra thì người chủ đã sử dụng thuốc nhuộm không gây độc hại đối với chú chó. Colombo đã trở nên nổi tiếng chỉ qua một đêm ngay sau đó mà thôi. Nếu là mình khi nhìn vào thì chắc chắn rằng cũng nghĩ đây là gấu trúc chứ không phải là chú chó đâu, phải không nào? Hải cẩu đội mũ. Còn hải cẩu này có một chiếc mũi rất là kỳ lạ. Bình thường nó ẩn giấu trong hốc mũi, nhưng mà khi nó giận dữ phồng lên thì mũ của nó trông hệt như là cái bóng cao su rất là to và có màu sẫm. Đây vốn là một loài hải cẩu khác biệt so với họ hàng của nó. Trên mặt loài vật này có một cái u khá là lớn, kéo dài xuống đến nửa mặt. Thế nên nó mới được gọi là đội mũ. Tuy nhiên, không phải lúc nào mũi của nó cũng trông đỏ hỏn, kinh dị như trên đâu. Bạn thấy đấy, lúc bình thường nhìn cũng dễ thương lắm chứ. Những lỗ mũi trái của con đực có một khoang trống hết sức linh hoạt. Khi cần, nó có thể đẩy hơi vào và thổi phồng nó lên, tạo thành một quả bong bóng trông hết sức kỳ dị. Đây cũng là một cách để sinh tồn hết sức đặc biệt. Hải cẩu đội mũ sẽ chỉ thổi phồng cái túi hơi của nó lên khi gặp những đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là trong mùa cưới. Cái mũ phình càng to, trông nó càng thu hút con cái hơn và càng trở nên đáng sợ hơn trong mắt những con đực khác. Đây cũng là phương pháp thu hút bạn tình cực kỳ kỳ lạ trong thế giới động vật. Vậy mới thấy, tạo hóa có thể kỳ lạ đến mức nào. Loài vật có vú sống dưới nước này có thân hình to lớn, dài hơn 3 mét, nặng 400 kg và vô cùng hiếu chiến đấy. Thằn lằn người nhện. Con thằn lằn này không phải là do con người tạo ra đâu, mà nó là một loài vật nuôi kỳ lạ gần đây. Loài thằn lằn Majda đầu dệt có màu da xanh và đỏ giống với màu sắc của bộ trang phục người nhện này. Chúng đến từ Kenya và trở thành vật nuôi thân thiết bởi vì chúng sẽ trở nên dễ bảo nếu được huấn luyện thường xuyên. Thức ăn chủ yếu của chúng là châu chấu, dế và sâu. Chúng có thể thay đổi màu sắc, những con đực máu sáng sẽ đổi thành màu nâu vào ban đêm hay là khi sợ hãi. Và chúng cũng có thể chạy nhanh bằng hai chân nữa đấy. Gà cụt đầu. Lại thêm một kỳ quan nữa, đó là chú gà cụt đầu, mang tên là Mike. Đây là một anh gà trống 5 tháng tuổi, từng sống vui vẻ tại một trang trại ở Mỹ. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, chủ trang trại quyết định rằng đã đến lúc mai nên dọn lên mâm và thịt chú gà tội nghiệp này. Tuy nhiên, sau khi bị chặt đầu, chú gà trống này vẫn không chết. Nó chạy quanh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mike cố gắng mổ thức ăn nhưng mà không được. Chủ của nó quyết định cứ để vậy một lúc cho nó chết hẳn. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, họ phát hiện ra Mike đang ngủ và vẫn còn sống. Chính vì thế, anh quyết định sẽ nuôi chú gà kỳ dị này. Anh ta cho gà uống nước, sữa và các hạt ngô bằng cách đưa thức ăn trực tiếp xuống cổ họng, sử dụng một ống nhỏ. Chú gà trống đã sống sót dù bị chặt đầu vì khi người chủ ra tay sát hại, phần tĩnh mạch ở cổ vẫn còn. Mike chỉ bị mất thị giác và một phần não không quan trọng. Tuy nhiên thì chú gà trống này cũng trở nên vụng về hơn. Chú đi đứng lảo đảo như say rượu. Các bạn biết đấy, Mike đã sống như một ngôi sao và chết cũng như vậy. Vào ngày 17 tháng 3 năm 1947, chú gà đã bị hóc vì một vài hạt ngô. Vì không có phương tiện cấp cứu kịp thời nên là Mike đã qua đời. Chú gà trống không đồng Mike, nổi tiếng, đã được dựng một bức tượng đài tại thành phố Futa để tưởng nhớ. Thậm chí còn có một lễ hội gà không đầu hàng năm được tổ chức vào tháng 5 để tưởng nhớ tới chú gà trống không đầu kỳ lạ này. Gấu tím. Gấu tím ư? Có phải là một trò quá là đơn giản của Photoshop không nhỉ?
hãy nhìn loài động vật kỳ lạ này nhé các bạn. Đó chính là một chú gấu tím. Thường thì chỉ có loài gấu trắng trong sở thú của thành phố Mendola ở Argentina. Nhưng mà thật đáng kinh ngạc, những chú gấu trắng giờ chuyển sang màu tím rồi. Một cô nàng gấu trắng Bắc Cực sau khi bôi thuốc chữa bệnh ngoài da bỗng nhiên đổi thành màu tím Huế mà không rõ được nguyên nhân. Và thế là người dân ở nơi đây đổ xô đến vườn thú ở thành phố Mendoza xem nàng tiên tím này đông như chảy hội. Ai chậm chân sẽ lỡ cơ hội, vì chỉ sau vài ngày, bộ áo choàng lông của cô ta lại trở thành màu trắng như là tuyết. Vâng, qua chủ đề vừa rồi thì các bạn ấn tượng với loài sinh vật nào nhất thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho kênh của chúng mình nhé. Và các bạn muốn tìm kiếm thêm một chủ đề nào đó hay ho, hấp dẫn hơn thì cũng đừng ngại ngần hãy chia sẻ ngay bên dưới. Còn bây giờ thì hãy like, share, subscribe và nhấn luôn cái chuông bên cạnh để theo dõi ủng hộ Pintop. Xin chào và hẹn gặp lại!